Alo, hello mọi người. Các bạn nghĩ sao về việc one night stand? Với mình ý, thì nếu đấy là hai người yêu xa, phải thật là xa nhé, kiểu như là ở hai nước khác nhau ấy, thì còn tạm chấp nhận được. Còn nếu chỉ là không gặp nhau trong thời gian ngắn mà lại chọn cái cách đấy để giải quyết nhu cầu rồi làm cho người yêu của mình buồn ấy, thì với cá nhân mình không chấp nhận được điều đấy. Bắt đầu nào. Câu chuyện này là của một chị gái sinh năm 98 tại Hà Nội đã gửi về cho mình. Hiện tại thì nữ chính của chúng ta đã có người yêu và hai người yêu nhau được 4 năm. Cả hai đều có công ăn việc làm ổn định. Đã thấy cái anh người yêu này thì đối xử với chị rất là tốt, kiểu quan tâm, chăm sóc, xông xênh, chu đáo, kiểu đúng gu chị ý luôn. Cho nên là hai người cũng đã xác định với nhau và có về gặp mặt hai bên gia đình rồi. Nhưng mà cái gì đẹp thì thường hay mong manh dễ vỡ mọi người ạ. Vậy cho nên là cách đây 1 năm về trước, thì cái hôm đó chị sang nhà anh người yêu chơi. Và vẫn như thường lệ là chị vẫn cầm điện thoại lên và kiểm tra tin nhắn như bình thường. Nhưng mà hôm đấy linh tính mách bảo thế nào ấy nhá. Bấm vào cái phần gọi là tin nhắn lưu trữ nhóm bạn thân, thì bấm vào cái nhóm bạn thân đấy xem tin nhắn ấy. Cái đoạn đầu vẫn không có gì đâu, nhưng mà khi mà lướt sâu hơn, tức là lướt đến những cái tin nhắn cũ hơn ấy, thì thôi rồi ta đã xa nhau. Chị người yêu đã đọc được toàn bộ tin nhắn của cả cái hội đấy, dĩ nhiên là bao gồm có cả anh người yêu chị nữa, là cả hội đang gọi gái. Khi mà chị phát hiện ra thì chị đã khóc rất nhiều, bởi vì là chị kiểu giống như là cả một bầu trời nó sụp đổ ấy. Hai người cãi nhau một trận gà bay chó sủa, rồi sau đó chị đòi chia tay. Thì sau đó anh này anh cũng thành thật thú nhận là hôm đấy chị về quê cho nên là cả hội đã đi ra ngoài xả, nhưng mà chỉ là đi massage thôi, và lỡ uống quá chén cho nên là đã dùng tay vào miệng. Hóa ra mày chọn cái chết. Mọi chuyện vỡ lở rồi thì anh ấy xin chị này chị tha thứ. Thực ra lúc đầu thì cũng rất là buồn bực và cảm thấy là bị phản bội, nhưng mà bởi vì còn yêu quá nhiều nên là chị chấp nhận tha thứ và để cho anh người yêu này sửa đổi. Mình nói lại cái thời gian cho mọi người dễ hiểu nhá, là anh này anh đi massage nhưng mà phải 6 tháng sau thì chị này chị mới phát hiện, và sau đấy 1 năm thì chị mới kể lại câu chuyện này cho mình. Thì vậy thì tổng thời gian cộng lại nó rơi vào 1 năm rưỡi, 1 năm 6 tháng đó. Thì sau cái hôm từ nhà anh người yêu phát hiện ra được cái chuyện này khoảng được 2 tuần, chị phát hiện ra cơ thể của mình có nhiều điểm không ổn, cụ thể là ở vùng kín cảm thấy rất là ngứa và xuất hiện nhiều dịch xanh và vàng. Ngay lập tức chị ấy đã đi xét nghiệm và cuối cùng chị ấy phát hiện ra chị ấy mắc bệnh lậu. Như là chị không hề lăng nhăng bên ngoài, vậy nên bệnh này từ ai? Từ người chồng sắp cưới, cũng tức là người yêu của chị ấy. Ngay khi mà chị biết mình bị bệnh lậu ấy, lập tức là đi về nhà kéo anh chồng đi xét nghiệm cùng. Bởi vì khi mà nhiễm bệnh lậu ấy, là đàn ông luôn luôn có biểu hiện rất là sớm, từ 2 đến 5 ngày thôi là đã thấy tiểu rắt và da mủ rồi. Và phụ nữ thường thường lại không có biểu hiện gì. Nên khi mà chị vợ nói ra là mình bị như vậy, anh chồng không tin. Chỉ đến khi cầm cái tờ kết quả xét nghiệm trên tay xác nhận là anh ấy đã dính lậu rồi ấy, thì lúc đấy mới cảm thấy hơi hận. Nhưng mà rất là may, trong cái rủi có cái may luôn ấy, anh chị này phát hiện ra sớm và bác sĩ nói rằng là chữa được, nên là không ảnh hưởng đến việc sinh đẻ sau này. Chứ nếu mà để thêm một thời gian nữa thì thôi, chấp nhận vô sinh. Sự thật là khi mà anh chị kể về cái quá trình nhiễm bệnh của mình ấy, thì bác sĩ còn không tin cơ, bởi vì làm gì có cái chuyện tận 1 năm sau mới phát bệnh. Vậy nên là đừng bao giờ lừa dối chị em phụ nữ một cái gì, bởi vì giác quan thứ 6 cực kỳ mạnh, cả linh cảm không bao giờ chạch đi đâu được hết. Có một số bài báo nói rằng ấy là cái căn bệnh lậu này có thể lây qua được cái kiểu là khi mà đi nhà nghỉ thì dùng chung khăn tắm hay là bà chải đánh răng thì cũng có thể lây, nhưng mà không phải. Chỉ lây khi mà sử dụng miệng hoặc là quan hệ trực tiếp thôi. Tốt nhất là khi yêu nhau thì đừng có lang trạ bên ngoài. Còn nếu có thì cũng phải sử dụng những cái biện pháp an toàn để bảo vệ mình cũng như người yêu, và thường xuyên dẫn nhau đi kiểm tra sức khỏe định kỳ nha mọi người. Nhớ chưa? Vậy nha, bích cả bu bye bye hết rồi. Hẹn mọi người lần sau.